Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em trở lại với cái chủ đề đó chính là nhận diện thân lá của cây lan phi điệp và các dòng hoàng thảo khác. Thì ví dụ như đây thì em lần trước em có nói về một số cái bài về cái cây lục bắc cái đấy. Thì cái việc cái lá khuyết như này nó không không khó, những cây mà không có lá khuyết thực sự là như vậy. Và cái bộ thân lá của nó thì nói về các loại lá thì cái việc mà nó khác nhau với những cái chi tiết mà nó quá nhỏ này, mọi người có thể đi xem và gặp rất là nhiều, chứ nó cũng chẳng, nó không 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 hẳn là quá hiếm. Nhưng đương nhiên là cái việc là nó có nhiều lá khuyết hay là ít lá khuyết, cái to cái nhỏ thì phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện là nuôi trồng. Bởi vì cái việc một cái cây mà nó thay đổi hiện trạng về thân lá hoặc là một số cái hiện trạng khác thì những cái yếu tố nó quá nhỏ, thế thì cái việc điều kiện và vùng miền nuôi trồng nó đã khác nhau. Nhưng có cái là ví dụ như những cái dòng mà thân nó xanh sạch này thì nó cũng chỉ là phi điệp tím. Rất là nhiều cây nó xanh sạch này chỉ là phi điệp tím, trừ khi là nó đột biến thực sự. Những cái đột biến em không nói là nó có sự khác biệt với bông hoa. Còn những cái cây phi điệp tím thân xanh sạch này nhiều, lá khuyết nhiều. Đây bông phi điệp tím thân xanh sạch. Thì đây thì em sẽ đi quay dạo một vòng nhà em để mọi người có thể quan sát được hơn, là nhiều hơn cái gọi là nhận diện về cái mặt lá của cái cây phi điệp. Có nghĩa là không có cái sắc tố nào để cho nó như em thấy là không có sắc tố nào để mà nói lên là một cái cây phi điệp tím mà đắt tiền, trừ khi nó hoa thực sự xuất sắc hoặc là hoa đẹp hoặc là đột biến. Thì những cây như thế thì mình có thể nói là những cây mà có giá trị và nó đắt. Bởi vì một cái cây phi điệp ấy, thân lá của nó thì để mà nó nhìn nhận mà ai mà có thể nói là tôi nhìn lá cái này là tôi biết nó là cây gì thì nó là một điều rất khó. Và cái để cho những cái mà nó quá nhỏ bé như thế mà nó không có thực sự là những cái giá trị về đột biến thì như mọi người có thể biết rằng là những cái video em làm ấy chủ yếu là để mọi người nhận diện cái cây là quan trọng nhất, là mấu chốt. Và cái nữa đó chính là cái việc mà mình đi nhìn những cây và nhận dạng nó qua thân lá ấy, thì nó chỉ được tầm khoảng 50 đến 70% tùy cây. Và có những cây là nó có những cái sắc tố khá lớn, nó có nhiều cái sắc tố khác nhau. Nhưng có những cái cây thì là nó có ít sắc tố khác nhau. Bởi vì cây đột biến thì không, thì thường thì nó cũng là do cây bình thường mà ra, chứ nó cũng không có gì có sự gọi là khác biệt quá nhiều. Nhưng mà nó là khác biệt là bông hoa luôn. Nó bông hoa nó có sự khác biệt, chứ không phải là chỉ là thân lá. Thân lá nếu có sự khác biệt mà như em thấy nhiều nhất đó chính là cái cây xanh sạch là cây nhiều nhất. Còn những cái cây mà nó có gọi là một chút về thân lá khác biệt thì nó nhìn chung là nó quá ít ý. Thì mình không thể nhận định là nó đột biến được. Thay vì cái việc đó là chúng ta phải hiểu về giá trị của cái cây ý, là những cái cây lan đắt tiền là những cây lan đột biến, và thực sự nó đắt là bởi vì nó đột biến, chứ không phải là cái việc là nó khác nhau một chút về thân lá. Bởi vì về thân lá thì để mà nói là nuôi do nuôi nuôi trồng ấy, thì ở ngoài miền Bắc và Hà Nội là em đang sinh sống, thì những cái cây mà mình nuôi trồng ở đây ấy, cái việc mà thân lá nó khác nhau ấy, là chuyện bình thường. Còn khi mà nó cây 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 mà nó sinh ra ở trên một cái vùng miền đó chính là ở Hòa Bình, và cây đó mà luôn luôn nuôi trồng Hòa Bình ấy, thì mọi người sẽ hiểu rằng là nó được gọi là
ở cùng khu vực mà nó sinh ra ấy, thì nó sẽ rất là tốt. Bởi vì cái việc là chăm sóc của trên Hòa Bình và ở ở Hà Nội ấy, thì hai cái việc đó thì là cái việc ở trên Hòa Bình thì nó chăm sóc sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tốt hơn rất nhiều so với cái việc là mình trồng ở Hà Nội nhưng mà mình chăm sóc tốt. Bởi vì em đã trải nghiệm rất là nhiều cây và thân lá. Để mà nói là lá, cái loại lá đột biến mà chúng ta có thể nói là có giá trị nhất chính là lá sọc trắng, sọc vàng ấy. Hoặc là biên, biên trắng, biên vàng. Thì đấy người ta gọi là lá đột biến. Và cái cây đấy nó có sự khác biệt. Còn những cái cây mà không có nhiều, quá nhiều sự khác biệt ấy, thì mọi người có thể mua và xem và cảm thấy thực sự là nó có những ý nghĩa hay thì mình mua. Còn không thì nếu mà nhìn thân lá không mà bảo là một cây khác mà nó có khả năng và nhận diện khác nhau thì nó rất khó. Và gần như là nếu mà nhìn thân lá không thì không ai có thể định nghĩa được rằng là cây đấy có chuẩn hay không. Bởi vì nó phải nở hoa. Thì bởi vì nhà em cũng có rất là nhiều cây mà nó có thể nói là nó ở trong nhiều môi trường và nhiều lần khác nhau. Có những cái cây lá đột biến, thực sự nó là lá đột biến, nhưng nó hết đột biến khi ở một môi trường khác, chứ không phải chỉ là một cái dạng như là một cái cây xong rồi mình đánh giá nó thì nó rất khó. Ở đây của nhà em thì nó có nhiều cái cây lá rất là đẹp. Ví dụ như là cái cây phi điệp cửu long chẳng hạn thế. Ví dụ vậy. Thì cái cây đó thì với những cái cây như vậy ấy, thì nó không, gần như là không có những cái yếu tố nào mà để nói là yếu tố chung cả. Bởi vì mỗi cây và mỗi môi trường thì nó sẽ sống và phát triển một cách khác nhau. Ví dụ đây là một cái cây khá là gần đây, bởi vì nó có rất là nhiều cây. Cây này gọi là lá kẹ. Lá kẹ. Cây này thì là cái cây, nếu mà là cái cây mọi người cũng hay biết rằng là cái cây lá lỗi này, là cái cây nằm trong Phú Thọ đúng không ạ? Là một cây lá lỗi. Lá lỗi và nhiều người bảo là cây này là cây cổ tiết và nó là mũi trắng. Rất nhiều người. Và những cái đó thì thực sự là nó không có sự khác biệt lớn. Thì như cây này của em đây thì nói lại là cái cây phi điệp cửu long. Mà cây cửu long này thì nó lá nó lỗi. Thì có nghĩa là không phải là cứ cái cây lá lỗi là cây nằm trong Phú Thọ. Mà cũng cái lá lỗi này thì nó không phụ thuộc vào những cái điều đó. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ví dụ như thân lá và các thứ. Nói chung nó có nhiều yếu tố. Cây này thì gốc của nó thật sạch sạch. Có nghĩa là cái phần dưới này, phần già này thì là xanh sạch, nhưng phần ở trên thì nó lại là phần tím, thân của nó là xanh sạch ấy. Đấy, nhưng cây này thì nó lại là cây cửu long chứ nó không phải là cái cây Phú Thọ, ví dụ thế. Lúc ấy trên này nó tím ấy. Nhận diện với cây cửu long thì em cũng nói là thân nó khá trắng nhưng ngọn thì tím. Thế nên là lá lỗi thì nó cũng chỉ mang một phần yếu tố thôi, chứ nó cũng chẳng, nó không, gần như là không giải quyết được nhiều yếu tố ấy. Yếu tố khác biệt, sự đột biến của nó. Còn thực ra thì nếu như mà mọi người mà có thể là đã từng sưu tầm nhiều giống nhá, thì mọi người, các anh chị cứ thử nhận định xem là những cái cây mà thực sự nó chỉ có khác nhau bởi mỗi cái lá này thì nó không thực sự nó là đột biến. Và những cây đắt ấy thì mới là cây đột biến. Và thực sự là những cái giá trị thì đấy là có giá trị thật. Ví dụ như cây phi điệp năm cây trắng Phú Thọ, hoặc cây tuyết ngọc, hoặc là cây Hòa Bình, thì là mọi người có thể thấy là cái việc nhận diện về thân lá các thứ là nó khá là tương đồng. Nhưng đây thì em còn vài cây khác, ví dụ như là cây cửu long. Đây để em xem nào. Ở cây cửu long này mọi người cùng xem, thân lá nó rất đẹp, nhưng mà cái việc là cái lá trong của nó rất to và dày này, nhìn khó nhỉ. Đây rồi,
nhưng không phải cây cửu long nào lá nó thân lá nó được đẹp như này. Đấy. Đây là một cái cây cửu long khác. Thì việc thân lá nó rất là đẹp, nhưng mà có những cái cây thì thân lá thì nó lẹo dẹo và nó rất là nhỏ, thân nhỏ. Chứ còn thì một số cái cây mà lá nó kiểu lá lỗi thì nó cũng không có được những cái sắc tố lớn. Thì ở đây nhà em có rất nhiều cây lá lỗi, nhưng mà nó cây nó cũng lùm nhôm, nó không giống cây nào, không cây nào giống cây nào. Có nghĩa là nhiều khi nó là cây tím lá lỗi, có cây thì là cây hú thọ nó lá lỗi, có cây thì là cửu long lá lỗi. Đấy, nó có nhiều cây, nhưng mà ở cái khu này thì để em phải đi tìm xem, bởi vì hôm nọ gặp rất là nhiều nhưng mà không nhớ, không xem được nó ở cái đoạn nào đó. Đấy, ví dụ như những cây cửu long này thì nó rất là nhỏ này, lá rất là bé, lá bé xíu luôn, nó là cửu long thôi, nhưng mà đấy là do nuôi và chăm sóc. Đấy là những cái mà chúng ta có thể nói là chúng ta nhận diện được qua thân lá. Còn những cái mà thân lá mà nó có những yếu tố mà không thể nhận diện được ấy, thì chúng ta cứ gọi nó là phi điệp tím bình thường. Chứ bây giờ mà cứ nhận diện về một cái cây mà nó đột biến và đắt thì nó phải có thực sự sự khác biệt, khác biệt lớn, và nó phải là dạng semi alba hoặc là một cái yếu tố thân lá, đó chính là lá đột biến, lá phát tài. Thì mọi người có thể xem những cái trên internet ấy, có rất là nhiều những cái nhà người ta mua cái cây là lá kẻ, lá phát tài đấy. Đây này, ví dụ như cây này, đây này. Đấy, tự nhiên lại thấy cây này. Cây này nó ở đây. Cây này nó là một cái cây lá kẻ rất đẹp, ngày xưa em mua trên Hòa Bình. Nó rất là đậm, nhưng bây giờ thì nó mờ hết rồi. Lá đột biến nhá. Đây này, nó biên vàng mờ mờ này. Nhưng mà chả sao. Nói chung là thân lá này thì để mà nói là ổn định thì nó cũng có một số cây tính ổn định cao, nhưng một số cây là tính ổn định nó không cao, như lá dạng lá kẻ này, lá đột biến ấy. Mình gọi là cây đột biến mà thực sự là những cây mà đột biến mà nó tồn tại được ấy, có nghĩa là bền ấy, thì nó mới là cây giá trị. Thì mọi người cũng nên cân nhắc là cái việc là nó phải giá trị thực sự, chứ nếu không thì những cái cây như này thì cũng chỉ là phi điệp tím thôi. Từ thân xanh sạch hay là lá tre hay là các loại thì nó chỉ là phi điệp tím, chẳng có gì kể cả thân xanh sạch. Nó chỉ là phi điệp tím, tím bình thường. Tím bình thường có nghĩa là gì? Là nó có nhiều cái cây khác nhau, nhiều cái cây phi điệp tím khác nhau, chứ không phải là một cái cây phi điệp tím là bông hoa đều giống nhau ấy. Bông hoa phi điệp tím là 100 bông là 100 mặt bông luôn. Phi điệp tím nó là như vậy. Thế nên là mình cứ sưu tầm, và đã có phi điệp tím rồi nên sưu tầm những cái mà thực sự là nó có giá trị. Ví dụ như là nó đột biến. Em cũng muốn nhắn đến là cái cây đột biến thì nó mới là cái cây có giá trị. Còn những cây mà tím bình thường thì nó chẳng có giá trị gì mấy, nó chỉ là phi điệp tím thôi. Còn những cây thực sự có giá trị phải là những cây đột biến, những cây phi điệp đột biến, năm cây trắng trắng, hoặc là blue, hoặc là hồng, hoặc là lá phát tài, lá kẻ, sọc vàng, sọc trắng ấy. Mọi người chú ý cái vấn đề đó, chứ không phải là cái việc là cứ một cái cây tím hơi đẹp đẹp thì là chúng ta bắt đầu nói là cây này thế nọ, cây này thế kia. Ví dụ như là cánh bay chẳng hạn, đấy, cái dòng cánh bay là ít rất ít cây ổn định. Và cái dòng thân lá thì nó cũng chẳng ổn định mấy. Anh chị cứ nuôi qua 3-4 năm thì anh chị sẽ nhận ra cái điều đó. Thì nó cái thân xanh sạch như này nó chẳng có cái gì, nó cũng chỉ là phi điệp tím. Đấy chẳng hạn thế. Đây em quay bằng điện thoại thì nhiều khi nó mờ làm sao, không quay gần được. Về sau đây em sẽ đầu tư một cái máy quay nó chuyên nghiệp hơn vào dịp lần sau. Nhưng mà lần này thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Để em muốn nhấn mạnh đó chính là thực sự những cây có giá trị thì anh chị hãy tìm và sưu tầm. Nếu như mà mình đã qua cái mùa phi điệp tím rồi, cứ sưu tầm hàng phi điệp mà thực sự nó là đột biến, thì nó là những cây mà đột biến là luôn luôn có giá trị cao hơn rất nhiều. Thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề đó. Chứ còn cái cây mà nó sắc tố nó không có gì lớn, chỉ là thân lá đẹp thì mình cứ hiểu thân lá đẹp thôi chứ, hoặc là thân lá lạ thôi, chứ còn thì nó cũng không thực sự là nó có sự khác biệt và để mà đánh giá cao.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại và mọi người vào những video lần sau. Em cũng xin có thể là sẽ chấm dứt cái mùa phi điệp ở đây, bởi vì hoa giờ còn rất là ít và gần như là rất ít cây nở, chỉ chủ yếu là hoa kích. Cảm ơn chị, em chào anh chị.